une femme. C'est une femme. Une femme, c'est une femme. Elle dit comme ça. Quelle est ma mère? Hein? Moi, elle est ma mère. Et qui est-ce que tu as? Elle a deux doigts, non? Thì viên pháp ngắn kia gì bé kia gì bé. Viên pháp kia là một đầu đây, cái này hai đầu hả? Một đầu. Và đằng sau chỉ bảy, hơi nặng, hơi dường dài. Như chỗ này. Trên đầu nó có dài không? Nhiều. Hơi chỉ bảy nhiều. Đi theo thằng này. Ở dưới thì còn ở trên thì đúng là dưới nhỉ? VinFast. Thế mà chúng nó cứ bảo VinFast. Chắc được đấy chứ. Tiền đầu nó giảm. Thằng này ôi là lắc xôi. Thằng này phải tỉ hơn tỉ. Đâu nó đi rẽ ở đây à? Đang rẽ. Cứ đi trên đi chứ, rẽ trên đi chứ nhỉ? Rẽ đây. Trên. Chưa nhìn thấy cái mặt đằng trước của nó nhỉ? Thế nó đằng trước của cái mặt đằng trước cái đầu kia nó dài á. Cái kính sau của nó chắc là có xây kính. Chị đang ngồi đầu trên rộng đẹp đấy. Mặt trước không biết mặt sau này không thích này. Không, ý là cái mặt sau có đít thì ông nói, nhưng mà ý là từ cái đít trở lên trên đầu cũng đẹp. Nó muốn cố gắng tạo chữ V ấy mà. Có thấy không? Chữ V ở kia mà chữ V kiểu như thế, nhưng mà nó làm ấy quá. Chữ Việt Nam. Nhưng mà cái điện nó Vin, trông nó chán. Vin, mình muốn nhấn chữ Vin. Rồi, nó chữ S. Điện nó sẽ có nhiều xe để chạy trên đường phố. Nó đầu bán rồi mà. Mở bán rồi. Nè, có ý định xuất sang Nga. Đầu trước đẹp mà trông có vẻ khỏe đúng không? Ừ, trông dài mà trông như dài, BMW đầu dài. Ừ. Em ở trên em ở dài trên kia cái môi ở trên nó giống mẹt lắm ấy đúng không? Một cái đằng sau này quá sau nó hơi nó phanh nó trang trí nhiều, đằng trước trông nó đẹp.